Yến Miêu chào anh em nhá. Hôm nay Yến Miêu rất vinh dự được đón mấy anh em ở mãi trên Yên Phong Bắc Ninh. Sở hữu một cặp loa MX515 tuyển chọn bên em Miêu. Và đặc biệt là sở hữu thêm một con đẩy Crown Macotech 3600 Mỹ cực kỳ mới. Đây là hàng hóa bên em Miêu ra đơn cho ông anh đây. Phải nói là hàng không điểm chê anh em nhá. Chân trước này, mới cống cộng à. Cánh quạt này. Quá mới đẹp luôn. Con này thì máy nguyên gốc 230V. Dây và nguyên bản luôn. Quá đẹp. 3600. Quá đẹp luôn. Đời tụ Philip anh em nhá. Cánh quạt anh em nhìn trắng không? Xòa là xòa mũ vua C8187 và 8188 chéo nhau. Rất mới. Mà giá bên em yêu đưa ra cho Quang Anh rất hợp lý rồi. Bao zin bảo hành cho anh về máy là 1 năm. Ok. Còn nữa, comment nói như thế là cảm ơn mấy ông anh đã đến tham quan cửa hàng và lại ủng hộ sản phẩm bên em yêu. Đây. Còn rất nhiều những sản phẩm khác nữa anh em nhá. Đẹp 4726X này. Hay quá. Mà nói là có tí âm nhạc vào cũng là sản khoái anh em nhá. Thế bác nào chưa có loa, mua loa thì liên hệ em nhá. Ok, Yến Miêu có địa chỉ tại số nhà 50 Nguyễn Trãi 1, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Rất mong được phục vụ quý khán giả anh em.